Ok, hôm nay chúng ta sẽ có ngôi làng Hero Team và Gaming House của Hero Team bên trong thế giới của Toka. Cũng đừng quan tâm nha, bởi vì mỗi lần mà mình bắt đầu video á, nó sẽ kiểu thường có những cái hành động rất là kỳ lạ giống như vậy đó mấy bạn ơi. Ok mọi người ơi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với gọi là thế giới Toka. Và như bình luận của các bạn đã bình luận bên dưới là các bạn yêu cầu mình á là hãy gọi là xây ngôi làng Hero Team bên trong thế giới Toka đi. Trời ơi, một cái ý tưởng phải nói gọi là thật sự rất là hay luôn các bạn ơi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng với lại Simmy sẽ cùng nhau xây ngôi làng Hero Team ở bên trong thế giới của Toka, và chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xây gaming house của Hero Team luôn nha. Như các bạn có thể thấy được đó là bên trong đây của mình á là mình đang có hai cái thế giới mà chúng ta có thể mua được rất là nhiều nhà luôn nè. Nhưng mà cái thế giới này á là mình vẫn chưa mua một cái ngôi nhà nào hết. Thật ra là có, nhưng mà cái ngôi nhà ở ngoài màu hồng này thì thôi bỏ đi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ấn thử vào cái chỗ này để xem coi là chúng ta có thể mua được bao nhiêu căn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trời ơi, mình có thể mua được tới 8 căn nhà tại cái chỗ này luôn các bạn ơi. Mình sẽ biến cái thành phố này của chúng ta trở thành một ngôi làng Hero Team thật thụ luôn á. Và bây giờ á chúng ta sẽ đến với gọi là nhà của ai đầu tiên đây ta? Theo Sim nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ xây nhà của ai đầu tiên đây nhỉ? Nếu mà Sim nghĩ thì thôi cho chủ sĩ trước đi. Chủ sĩ trước luôn hả? Xây nhà của mình luôn hả? Nếu mà nhà của mình á thì mình sẽ muốn là nhà của mình sẽ nằm ở cái khu vực ở trên đây nè mấy bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ ấn vào đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ xây. Trời ơi, sao nó cho mình xây có mấy ngôi nhà vậy? Có mấy ngôi nhà mà xây qua xây lại hoài vậy? Màu gạch đó, nó cũng khá giống màu đỏ ấy. Ồ đúng rồi, cái này nó cũng khá là giống màu đỏ nè các bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ xây cái ngôi nhà này nha. Đấy, ấn vào cái nút build. Trời ơi, nó xây. Trời ơi, xin mấy ông, nó xây cho to cho cố vô. Ê, cái ngôi nhà này to nha. Từ từ nhé, ngôi nhà này to. Ngôi nhà này to mà mình lại tưởng là nó nhỏ nha mấy bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ấn vào cái ngôi nhà này để xem coi là nội thất bên trong ngôi nhà này sẽ như thế nào nha. Để xem coi trong nhà này như thế nào đây. Ok mấy bạn ơi, khi mà vào bên trong nhà thì mình thấy rằng là đây là một cái ngôi nhà gọi là cũng được luôn á. Hình như có lên tầng được hay sao? Ờ đúng rồi, lên tầng thử coi, lên tầng. Ủa sao lên tầng không được vậy? Không lên được à? Ủa là tầng chân thôi hả? Ủa là cái nhà vậy? Của chúng ta lên chứ có vậy đó hả? Trời ơi là trời. Mình tưởng đâu nó có thể lên trên tầng được chứ. Nhưng mà thật ra là đây là cũng là một cái ngôi nhà khá là rộng rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ cùng nhau trang trí cái ngôi nhà của mình nha. Đầu tiên á là để cho nó giống tôi nhất á thì chúng ta sẽ phải làm cái thảm cũng như là cái tường cho nó biến thành màu đỏ nha. Để xem coi là thảm và tường màu đỏ đâu rồi. Ok, và bây giờ mình đã lựa được một cái tường màu đỏ nè mấy bạn ơi. Bình thường á là mình sẽ gọi là để cái màu màu đỏ này nha, nhưng mà mình thấy cái màu này nó khá là nó không được đẹp lắm các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ chơi một tí, người ta được gọi là chơi một tí hoa văn đó mấy má. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ lấy cái tường này ghép vào trong đây. Wow, nó biến thành màu đỏ nè. Giống Giáng sinh nè, giống Giáng sinh đó mọi người. Đó, nó y chang Giáng sinh luôn các bạn ơi. Chỉ cần cái tường màu đỏ thôi là mình đảm bảo rằng là cái nhà này của chúng ta sẽ cực kỳ giống mình luôn. Tiếp theo là tới cái sàn rồi, mình sẽ lựa coi là có cái sàn nào nó gần giống màu đỏ không nha. Many hours later. Bởi vì không có một cái sàn nào mà nó màu đỏ mấy bạn ơi, cho nên là bây giờ mình tạm thời chỉ có thể sử dụng cái sàn gọi là màu cam này thôi. Nhưng mà thôi không sao, dù sao thì nó cũng có màu đỏ, cho nên là bây giờ mình thấy nó cũng hợp lý rồi mấy bạn à. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần gọi là trang trí nội thất nha. Bây giờ là mình thấy cái gì màu đỏ mình sẽ đem ra mình trang trí luôn, mình không có cần biết là nó có gọi là cái tác dụng gì hết trơn đó. Chỉ cần là Kai thấy nó có màu đỏ là Kai sẽ đem ra cái trang trí luôn nha. Đâu rồi? Đây nè, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái giường màu đỏ nha. Ui trời, dạo này Halloween mấy bạn ơi, cho nên là có nhiều đồ đẹp quá. Ok, giường màu đỏ, và sau đó là chúng ta sẽ coi là ở cái tủ, cái kệ này nó có cái gì không ta. Mấy cái nào mà mình cảm giác không cần thiết là mình sẽ cho vào bên trong thùng rác hết. Okay. Rồi đó, ok. Mình chỉ gọi là làm những thứ màu đỏ thôi. Bức tranh hả? Tôi cần một bức tranh màu đỏ. Tôi cần một cái bức tranh màu đỏ. Đây rồi. Đấy, bức tranh này cũng có màu đỏ nè, để ngay đây, ok. Bức tranh này cũng có màu đỏ, mình sẽ để ngay đây. Trời ơi, mình là cái người gọi là gì ta, bị cuồng màu đỏ đó. Không biết là các bạn nào mà thích màu đỏ với mình hay không thì đừng quên là like video này. Mình nghĩ là màu đỏ sẽ rất là nhiều bạn nam rất là thích, bởi vì nó rất là mạnh mẽ và nó là đúng rồi. Siêu nhân đỏ. Đúng rồi, người ta hay bảo gọi là siêu nhân đỏ đó các bạn. Đó, siêu nhân đỏ luôn là nhân vật chính mà. Đấy, cho nên là mình rất là thích màu đỏ. Ok. Đây, có cái tủ cái kệ này nó cũng hơi hồng hồng một chút xíu, nhưng mà nó cũng hơi hướng màu đỏ, cho nên là mình sẽ lấy ra luôn. Ở trong nhà vệ sinh nữa, thôi thôi. Mình nghĩ rằng là mình sẽ bỏ qua cái phần nhà vệ sinh này đi nha. Mình chỉ trang trí nội thất bình thường thôi nha. Cho tôi hỏi rằng là có cái trời ơi, có cái tủ lạnh màu đỏ thiệt nè Sim. Ủa, Kai để cái tủ lạnh trong phòng ngủ hả? Không, nói chung là Kai thấy cái gì màu đỏ là Kai đem ra hết à. Chứ mình cũng không quan trọng là mình để đâu đâu mấy bạn. Nói chung là mình thấy là có gì màu đỏ mình đem ra hết luôn á. Rồi, có cái dù màu đỏ nè. Nhưng mà thôi, cái dù này thì nó
nó hơi bị gọi là ô về quá, cho nên là thôi tạm thời mình sẽ không bỏ cái dù đâu nha. Con cua, đúng rồi, có con cua đây nè, rồi trái dưa hấu nè, lấy ra hết luôn đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái gọi là ghế sofa. Wow, trời ơi đẹp quá mấy bạn ơi. Cái này hơi bị đẹp luôn nha. Trời ơi, có cái con ghế gì mà hình con cáo nè. Trời ơi, xinh dễ sợ luôn á. Thật ra là còn nhiều đồ màu đỏ lắm, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái này phải treo lên. Cái này không treo lên được hả ta? Không, cái này phải có cái đinh á. Cái này phải có cái gì đó mới treo lên được mấy bạn ơi. Okay. Trời. Cái này là treo được nè. Hộp quà màu đỏ nè. Trời ơi, nguyên cái cây kẹo màu đỏ nè, lấy hết. Ok. Ok các bạn ơi, và tạm thời là nội thất của căn nhà của mình sẽ như thế này nha. Để các bạn có thể nhìn thấy á, là tất cả mọi thứ đã biến thành màu đỏ rồi. Trời đất ơi. Oh my god. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà của thành viên tiếp theo. Let's go. Nhà tiếp theo bây giờ là Sim muốn nhà tiếp theo của chúng ta sẽ là nhà của ai nào? Nhà của Sim hả? Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào. Mình cũng phải trang trí được một người nhân tô ca nó chơi online được các bạn ơi, buồn quá. Bây giờ là Sim muốn căn nào nè? Đấy. Ui ui. Ui, cái căn nhà màu trắng này hơi bị hợp với Simi luôn nè bạn ơi. Mình sẽ lấy căn nhà màu trắng này cho Simi nha. Wow. Ui sao to vậy? Xinh nha. Ui, nhưng mà cái nhà này rất là giống với cái phong cách của Sim, bởi vì là Sim luôn muốn có một cái quán cà phê trước cửa đúng không? Và nó có cái quán cà phê trước cửa luôn nè. Wow. Trời ơi là trời. Trời ơi, nhìn cái nhà nó đẹp. Trời ơi. Ok Sim ơi, bây giờ đó là Sim muốn ca trang trí như thế nào, ca sẽ trang trí như vậy. Đầu tiên, rồi đó. Sim bây giờ. Bây giờ là Sim có quyền gọi là ra lệnh cho Kai đó. Bây giờ là Sim muốn cái sàn nhà nó màu gì nè? Sàn nhà màu xanh. Ok, mình sẽ lấy cái sàn nhà màu xanh cho Sim nè. Rồi. Ok, và tiếp theo nữa là cái sơn tường đó, cái tường của chúng ta đó. Sơn tường. Ô ô ô. No, bông tuyết. Ô. Màu xanh và có một cái bông tuyết ở trên này nè, Sim thấy ok chưa? Ok, phòng ngủ vậy ok đó rồi, ok rồi có. Ủa, là Sim chỉ cần dùng cái phòng ngủ này thôi hả? Phòng ngủ, đúng rồi, nói chung là nó phải theo thứ tự như vậy đúng không? Rồi, trời ơi, đúng là Simi gọi là chi tiết quá bạn ơi, Simi chỉ gọi là làm một cái căn phòng duy nhất thôi. Rồi ok, đầu tiên sẽ là giường ngủ nè, bây giờ mình sẽ kéo cho Simi lựa nha. Đầu tiên. No. Trời ơi, đây đó, đó, mình đang lướt nè, đang lướt. Wow, có cái hình của gấu tuyết này nè. Bây giờ cái giường á là chúng ta sẽ để ở giữa, đúng rồi. Lên, qua. Bên này. Bên này là bên nào, trời ơi. Bên trái rồi đúng không? Phải. Rồi, ok, để coi là phòng Sim có cần trang trí tranh chùa hay gì không ta? Nói chung là tranh của Sim lại là gấu tuyết. Ôi trời ơi. Wow, trời ơi. Kéo xuống được mà. Ô, không được à, không sao? Không được luôn. Có hai tấm kế bên nhau vậy đúng không? Trời ơi quá là chuẩn luôn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đến nha. Còn nhiều chanh nữa, Sim muốn chanh gấu tuyết nữa. Chanh gấu tuyết. Wow. Ok. Ôi mình thề luôn là cái chanh gấu tuyết này hơi bị xinh luôn á mọi người. Cái này nó phải đặt. Mình sẽ chanh thêm kệ mình đặt lên. Ok, không sao. Cái chanh này là mình phải để ở bên dưới á mọi người ơi. Ok. Kéo xuống là nó có gì ghim vào sao đúng không? Kéo xuống. Trời ơi, có cái ống gì nữa nè bạn, có cái ống cống ở trong đây nữa hả? Trời ơi. Ok, thôi, bây giờ cái giúp cái chanh nó vô đi, để lát nữa mình xài sau. Ok. Ở cái chanh này mình tạm thời mình sẽ để bên đây nha. Rồi ok. Đến ở trong phòng của Sim á thì nó vẫn còn một số thứ trang trí, ví dụ như là cây nè, hoặc là bóng bóng này. Khoan, từ cái kích vào cái giường đi, Sim nhớ rồi, kích vào cái giường. Cái giường. Cái tủ. Rồi. Kéo xuống. Chắc chắn có cái tủ gấu tuyết. Ấy, mình không thể nào quên được. Có cái tủ màu xanh nè, bây giờ để coi là tủ gấu tuyết. Oh! Tủ gấu tuyết không? Đúng rồi, đó là gấu tuyết á. Rồi bây giờ Sim muốn cái bên trái hay bên phải nè? Đây là cái mà có cái tủ đóng á. Đấy. Rồi ok, cái tủ này mình thấy là để đây là hợp lý nhất nè. Rồi ok. Hết rồi đó, ở đây cũng tạm đầy hết rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với. Ủa cái thảm đâu vậy? Thảm kìa, trời ông này nhanh quá à. Trời ơi, sao Sim được một cái gọi là gì ta, đặc ân đó mấy bạn, người ta hay gọi là cái đặc ân đó. Sim có rất là nhiều đồ liên quan tới gấu tuyết luôn nha mọi người. Trời ơi, cái thảm để ở đây. Quá là hợp lý luôn rồi nè, trời ơi. Chưa, đừng có đi vội vàng rồi. Cái kệ. Đây cái kệ rồi, ok. Xuống rồi. Mình phải chích kỹ với mọi người. Chà, xuống. Đúng rồi, đi lên. Lên, đó, chung mình đó, dừng lại. Đi xuống xíu nữa.
nữa. Đó, với kẹo trắng. À, kẹo trắng này nè đúng không? Ok. Cái kẹo trắng này. Cái ném cái chanh lên thử coi. Ném cái chanh lên thử coi. Ôi. Hợp lý luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái phòng của Sim rất là đơn giản nhưng mà lại rất là tinh tế nha. Trời đất ơi. Ok. Đây chính là cái phòng ngủ của Sim. La 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 la. Rồi ok, giờ tới phòng này là Sim muốn làm gì nè? Bây giờ Sim muốn làm gì phòng này đây? Phòng khách thôi, đơn giản thôi. Đó, trang trí phòng khách thì chúng ta sẽ có một cái gọi là sofa mấy bạn ơi. Người ta thường nói cái bên là chiếc sofa. Đã cho cái phong cách của Sim, bây giờ ca thử trang trí thử đi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử gọi là trang trí đây với cái phong cách của Sim. Mình sẽ coi là Sim có ưng theo cái kiểu mà Sim thích không nha mấy bạn ơi. Nói chung á là mình sẽ làm tất cả mọi thứ liên quan tới màu xanh thì nó cũng khá là dễ. Thì bây giờ mình sẽ để cái cây này qua đây, mình sẽ trang trí theo kiểu cái cây này đẹp dở. Wow. Quen màu xanh luôn hả? Trời ơi, tôi biết vụ này luôn đó mấy bạn. Tất nhiên á là không thể nào thiếu được á, gọi là cái bóng của cây Sim mình nè, đó cái bóng màu đỏ với màu xanh nè. Ở trên cái phần bóng đèn này á thì nó có thêm để xem qua. Nhiều vậy? Trời ơi, quý vị ơi, nhiều đồ cấu tiết quá trời ơi. Xin thấy chưa? Bao nhiêu công sức mà cây đã bỏ ra cây mua cái gói VIP đó. Tại gì? Wow, cái này trang trí được ở trên đây luôn nè. Trời ơi. Ê, có cái đèn hình gấu tuyết luôn nè Sim. Hay ạ. Ok, và hiện tại là phòng khách của Sim á là mình sẽ trang trí theo kiểu gọi là đơn giản như này thôi. Sim có thấy gọi là vừa lòng không? Có thấy gọi là kiểu nó vui vui Sim nhớ nó kiểu vậy. Liên quan đến đầu tiên là mình hạnh phúc lắm nữa mọi người. Ok, và căn nhà của Simi cũng đã được xây xong rồi. Bây giờ đến với thành viên tiếp theo thôi, let's go. Nhà tiếp theo mà mình sẽ xây á thì mình nghĩ là sẽ là một ngôi nhà của một người gọi là cũng rất là quan trọng đối với mình. Một cái người mà nó mang một cái phong thái, một cái gọi là gì ta, một cái biệt danh gọi là Great Kid rồi đó mấy bạn. Đó chính là Phong Trọn Tỳ Dị. Thì bây giờ mình sẽ xây cho nhà Phong sẽ ở gọi là cái chỗ này đi. Đó, mình sẽ xây nhà Phong ở chỗ này để tí nữa mình sẽ đặt cái nhà Sam kế bên cạnh nhà Phong nha. Bây giờ nhà Phong thì mình sẽ cho đây màu xanh này, hợp lý luôn, không có cái nào hợp lý hơn cái này luôn á. Rồi ok. Woo, trời ơi, nó xây cái nhà này to không ta? Ui Phong cần TV siêu giàu ơi, xây đúng giữa thành phố luôn. Trời, cái nhà này của Phong là nó hơi bị bự luôn nha mấy bạn ơi, nó bự được nha. Rồi ok, để xem coi là nhà màu xanh này nó có cái gì đặc biệt đây, let's go. Cái nhà màu xanh này của chúng ta thì thực ra là mình thấy nó cũng gọi là khá là bình thường mấy bạn ơi. Đường cái là nó có cái ban công để gọi là kiểu chiêu chiêu thì cũng cũng được. Nói chung là có cái ban công thì cũng còn gọi là gì ta chấp nhận được nha mấy bạn ơi. Bây giờ cái việc đầu tiên mà tôi mới làm á đó chính là kiểu như là mình trang trí cho cái tường cũng như là cái sàn của Phong nó biến thành màu xanh nha. Bây giờ mình sẽ cho cái sàn nó biến thành màu xanh nè. Ok, có cái màu xanh đậm ở dưới đây nè, cũng được đó. Ôi, mình lại thấy có cái sàn này nó lại hợp hơn mấy bạn ơi, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là lựa cái sàn này nha. Và tiếp theo nữa đó chính là cái gì ta tiếp nhận tôi nói hồi cái tôi liệu lưỡi luôn đó. Trời ơi. Và tiếp theo nữa tất nhiên đó chính là cái tường rồi. Cái tường thì bây giờ để kiếm cho chúng ta một cái tường này mà nó xanh đậm coi. Ê, cái thấy là cái này nó cũng được rồi Sim. Sao thấy cái này ok không? Trời, sao nhìn tiếc bớm dữ vậy? What the hell? Nếu mà mấy bạn nào mà không biết thì Phong là một người rất là thích gọi là cây cối đó mấy bạn. Rất là thích kiểu cây cối đó, cho nên là mình sẽ cho Phong kiểu tiên bướm. Ôi trời ơi, Sim ơi, cái này đẹp nè. Ủa, cái này giống cực phong cách của Sim quá à. Ờ, đúng rồi, thôi bây giờ mình sẽ cho Phong cái phong cách gọi là tiên bướm đi nha. Ừ. Phong nhà Phong ghê trời. Đây, cái nhà của Phong nó gọi là mang được cái phong cách kiểu như là phù thủy. Nó bí hiểm mà chút xíu bạn hiểu không? Đầu tiên, đó tất nhiên đó chính là cái giường rồi. Cái giường á của Phong đó thì ui, cái giường này đẹp rồi nha. Mình sẽ lựa cái giường này đi. Cái giường này tôi thấy là đẹp đó, hợp lý đó. Ok. Tiếp theo nữa đó chính là tủ và kệ. Để coi là tủ kệ có cái nào màu xanh không? Không có cái nào màu xanh cả, không được lựa rồi. Thế thì còn chanh thì sao? Chanh thì của chúng ta thì chắc là phải có một cái nào đó nó kiểu xanh đậm đúng không các bạn? À đây, mình sẽ cho Phong những cái bức chanh mà nó liên quan tới thể thao một chút xíu nha các bạn. Dù Phong cũng không có gọi là hay tập thể thao lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Mình nghe nói dạo là Phong cũng đang gọi là kiểu cố gắng giảm cân rồi đó, nên là mình sẽ cho thể thao chút xíu nha. Cái kệ của chúng ta thì để xem coi là nó có cái kệ nào màu xanh không ta. Không có cái kệ nào ở trơn hết đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho không Phong cái tủ màu xanh kìa. Thôi cho Phong cái tủ nhỏ nhỏ đi, cái tủ mini đi mấy bạn ơi. Rồi cái tủ này, cái tủ quần áo này nó cũng quan trọng lắm nè. Đâu rồi ta, có cái tủ nào màu xanh không vậy? Bởi vì là cái tủ này của chúng ta không có cái tủ nào gọi là màu xanh hết, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là cho Phong cái tủ sách đi mấy bạn. Mình theo kiểu giống như là mình thấy cái nào màu xanh là mình ghép vô thôi nha. Ủa đây là tủ mấy cái trường mà ta sao lại ở đây luôn vậy? Thì tại hợp lý mình bỏ vô thôi.
không có cái thảm nào hợp lý cả, thôi bỏ qua luôn đi. Đây rồi, trời ơi có cái sofa này đẹp nha. Được, cái sofa này là tôi chấm 10 điểm đó. Mình chấm cái sofa này cũng phải 10 điểm đó các bạn. Và để coi coi, có cái ghế đây nè. Đấy, đặt thêm một cái ghế nhỏ nhỏ đây nữa để ngồi coi phim cho nó thích. Bởi vì á là Phong là một người yêu cây cối các bạn ơi, cho nên là mình sẽ cho nhà của Phong thật là nhiều cây cối luôn nha. Ủa mấy bạn ơi, có bao giờ thấy được cái phòng của Phong Cận ở ngoài đời chưa? Cái phòng của Phong Cận ngoài đời á là nó rất là nhiều cây cối luôn các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ đặt nào là cây dừa, rồi sau đó là nào là cây xanh trong đây luôn nha. Cái này không phải là mình trang trí tào lao đâu nha mấy bạn, mà đây là mình dựa trên sở thích thật sự của Phong ấy. À đúng rồi đó các bạn, không biết là Phong đang xây một cái hệ sinh thái ngay phòng luôn các bạn ơi. Vô phòng Phong mỗi các bạn thấy khủng long cũng có luôn á nha. Đúng rồi đó các bạn đó, cho nên là các bạn gọi là cẩn thận khi mà vô phòng Phong nha. Trời, phòng Phong á là nó biến thành gọi là một cái khu rừng ở trong đó. Mình không biết là liệu sau này Phong có gọi là xây thêm gọi là kiểu cái dồi rồi cái mập nuôi trong đó không nữa, thề luôn ấy. Mình cũng nghĩ là mốt cũng có thiệt đó mọi người. Và đây chính là nhà của gọi là Phong Cận TV các bạn ơi. Đó, nhà bạn mình đó. Nó phải kiểu giống như là nó sẽ xanh xanh mà nó kiểu cây cối vậy đó mấy bạn ơi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với nhà của Sammy. Let's go. Tất nhiên là nhà của Sammy á là bây giờ mình phải cho trang trí kế bên cạnh nhà của Phong Cận đúng không? Đây bây giờ cây đặt ở đây là hợp lý nè. Ui, cái nhà này cũng hợp lý nha. Nhưng mà cái nhà này là mình lỡ xây ở bên một cái chỗ khác rồi. Nhưng mà thôi không sao, yên tâm. Để mình qua đây mình đập nó. Ủa gì vậy? Đó, mình đập nó đi. Rồi ok, mình sẽ phá hủy cái nhà của mình để mình chấp nhận mình cho sang cái nhà này. Ok. Rồi, rất là vậy luôn á. Rồi ok, bây giờ qua bên đây á là chúng ta sẽ gọi là gì ta? Đặt cái nhà của Sammy đây nha. Cái nhà này rất là hợp của Sammy luôn bởi vì nó có màu xám. Trời ơi. Wow, cái nhà này á sẽ là một trong những cái nhà to nhất trong làng Hero Team luôn nha. Ê, tại sao mình xây cái làng này mà mình lại để cho nhà ta to nhà mình ta? Ừ, có sao đâu, vậy nhà mình vẫn đẹp của ta được mà. Trời ơi, nhà to đó quan trọng đó. Phải không? Thiệt không? À, hình như ta sẽ thích hai tầng thì phải. Đúng rồi, cái nhà này của Sammy á sẽ là một cái ngôi nhà gọi là siêu VIP bởi vì là nó có hai tầng. Trời ơi, nó có tới tận hai tầng luôn á nha các bạn ơi. Wow, trời ơi cái nhà này. Trời ơi, cái nhà này mình phải nói thiệt là nó siêu to khổng lồ luôn á mấy bạn ơi. Trời ơi. Rồi đầu tiên á là chúng ta sẽ cho cái sàn đi nha. Mình sẽ cho cái sàn của Sammy biến thành màu xám nha các bạn. Yeah. Màu xám nó sẽ rất là đẹp đấy. Nếu mà bạn nào mà theo dõi á thì các bạn sẽ biết là cái phòng của Sammy ở ngoài đời á nó cũng gọi là màu xám đó bạn. Cho nên đó là mình sẽ để ở đây là màu xám luôn. Đấy, mình nhà này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ sơn tường xám thôi chứ mình cũng sẽ không có kiểu giống như là mình cho hoa văn nội thất được vô nhiều nữa. Đấy, rồi ok hợp lý luôn. Sim ơi, bởi vì đây là nhà của gọi là chị gái Sim á thì bây giờ Sim có thể lựa gọi là gì ta? Đồ cho chị gái của Sim được không? Ok, về sao thì mình nghĩ là sao nữa? Rất thích mọi thứ màu xám. Có cái giờ Halloween luôn nè Sim. Trời ơi, áo gì? Sam thì người thích cá, mọi người mấy trong này có cái gì liên quan tới cá không nữa? Có giường nào liên quan tới cá không? Có cái giường nè ông ta. Ui cái giường này hợp lý nè. Ui giường màu xám, ok. Có cái giường này cũng được nè đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ đặt ra cái chỗ này đi. Rồi ok. Thế thì bây giờ còn tủ kệ thì sao đây? Kệ thì cũng là màu xám luôn. Ở đây không có cái nào hết trơn đó. Chanh rồi, để coi chanh rồi. Chanh màu xám chắc cũng nhiều đó mấy bạn. Chanh ớt kìa, màu xám kìa. Này mấy cái áo á. Không, cay nghĩ rằng là có cái chanh này nó sẽ hợp hơn nè. Ui, cái chanh này nhìn nó sẽ kiểu giống như là hơi ma mị rồi đó mấy bạn đó. Ừ đấy, ơi mình có thêm nên cái ống cắm như ống cống vô không ta? Dạ sao cho thêm ống cống chi vậy? Ơi, cái chanh này nghệ nè, chanh này nghệ nè, đó. Nghệ thuật. Quá đã. Đây bây giờ tôi sẽ kiếm cái tủ màu xám cho Sam nha, đây. Xám lắm rồi nha, ở trên nhiều á. Tủ xám đúng ở trên cũng đi đâu vậy? Ủa vậy hả? Cái đó thấy đâu? Ủa? Trời một đống luôn ông nội, lên đi, lên ông nội, lên. Dạ tôi thấy một đống màu xám luôn. Ủa là cái này màu xám hả? À từ có cái này hợp lý, cái để đây cái đã rồi đâu cái tủ đâu. Lên đi. Trời màu xám quá ông nội. À mấy cái này là mấy cái tủ kệ rồi đó mấy bạn. À. Trời xám lè vậy ông mẫu. Ôi, xin lỗi, trời dạo này mình kiểu giống như bị hoa mắt mấy bạn ơi, mình không thấy nữa. Ok. Ê có cái thảo nè, có cái thảo này nhìn hay quá vậy. Ê, thảo đau chân quá rồi. Bỏ đi đâu. Không, nhưng mà nó phải đọc lạ vậy nó mới vui. Chị Mỹ ôm nó phải đọc lạ vậy nó mới vui. Trời, chị tôi phải đọc lạ bình duyên đâu mà mấy chị. Còn gì nữa? Ok, cái sofa nè. Ở đây. Không cả. Màu xám một đống ở trên vậy ông nội. À không, cái thấy sofa này ok mẹ. Sofa này ok á. Tại vì á là nhìn nó vừa rộng mà nó vừa rõ cái màu xám hơn là hai cái sofa này á nha mấy bạn ơi. Ok. Ok. Trời ơi điền rồi ơi. Ê mình có nên thêm cái cây này trong nhà sao mấy bạn ơi? Mình thấy là nhìn nó cũng ok mà đúng không?
gì cũng được hết trời. Cái thấy là nhìn nó cũng hay hay, cho nên là bây giờ mình sẽ thêm cái đèn này trong nhà Sam nha. Ok, đây cái thứ mà không thể nào thiếu được á ở trong màu xám của chúng ta, đó chính là những cái sự gọi là kinh dị rồi đó mấy bạn. Cho nên là mình sẽ đúng gọi rồi. Là thêm những cái như kiểu giống như là tơ nhện vào bên trong đây, nhìn cho nó có gọi là cái không khí của Halloween nha. Dù sao á thì bây giờ cũng đang là Halloween đó mấy bạn, cho nên là mình sẽ thêm vào nha. Đấy, ok. Later. Ok các bạn ơi, và nhà của Sammy á là đã gọi là trang trí như thế này rồi nè, mình thấy nó cũng khá là đơn giản thôi. Nếu mà bạn nào mà thích nhà của Sam thì đừng quên là bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, và đây chính là nhà của Mr. Dịch nha các bạn ơi. Đó, nhà của anh Dịch thì mình sẽ xây theo cái phong cách nè. Tại vì cây cố tình làm như vậy á, bởi vì Dịch về thật mà. Đây chính là nhà của anh Dịch nha các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ coi thử nhà của Camui như thế nào nha. Let's go. Và đây chính là ngôi nhà của Camui. Đó, một người cứ là màu xanh yêu thiên nhiên các bạn ơi. Cho nên là mình đã xây cho Mui một cái ngôi nhà rất là thiên nhiên gần cây cỏ đó các bạn. Đó, la 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 la. Ok mọi người ơi, và đây chính là ngôi làng hiêu tiên của chúng ta. Ở trên đây đó chính là nhà của mình. Ở đây là nhà Simi, đây là nhà anh Vịt nè, đây là nhà Phong Cận và Sammy. Và ngôi nhà bên dưới đây đó chính là của Camui. Thì trong 6 ngôi nhà này các bạn thấy ngôi nhà nào là ngôi nhà đẹp nhất thì các bạn cũng đừng quên là hãy chấm điểm bên dưới, mình sẽ thả tim bình luận cho các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye.